của Sa Dong Min không thể tới vị trí của James Patterson. Anthony Gordon rất hay, chuyền bóng cho Alexander Isak. Isak, Alexander Isak vào. Cả trường Sanchez Park bừng nổ với bàn thắng mở tỷ số của Alexander Isak. Đường chuyền dài của Bruno Uruze là người đã không thể ngăn cản được Anthony Gordon. Và sau đó thì Mickey van der Ven đã có pha trượt chân tai hại. Nhưng chắc chắn rồi, pha bóng này cầu VAR sẽ phải vào cuộc để xem Alexander Isak đã việt vị hay chưa. Cơ hội cho Newcastle. Hai không. Tiếp diễn thì ngay lập tức câu lạc bộ Newcastle có bàn thắng thứ hai. Và chuyền về tay hai của Pedro Porro. Và thêm một lần nữa Mickey van der Ven lại bị những pha xử lý của các chân sút Newcastle vặn sườn. Và pha phất dài cho tốc độ của Alexander Isak đối mặt. Alexander Isak. Son Heung-min để mất bóng. Và ngay lập tức là một đường chuyền dài không hề có lỗi việt vị. Isak vẫn đứng ở phần sân của Newcastle trước khi nhận bóng. Mickey van der Ven lần này đã không thực hiện một tình huống áp sát lại gần. Có lẽ là Mickey van der Ven. Anthony Gordon đánh đâu. Một ngày bùng nổ của Alexander Isak và Anthony Gordon. Isak có hai bàn thắng, Gordon một bàn. Cứ sau mỗi lần như vậy thì Brentford lại có cơ phản công. Damsgaard rất nguy hiểm và 1-0 dành cho Brentford. Đời không phải là quá thuyết phục kể từ đầu trận. Nhưng ở một tình huống chuyển trạng thái thì họ đã làm nên chuyện. Sheffield đã dồn đội hình phần trên lên tấn công và đó là lúc mà họ trở nên cực kỳ mong manh trong khâu phòng ngự. Và Aplaster trong một tình huống lui về thì đã trở thành nhân vật chính của bàn thắng này. Có lẽ đây sẽ là tình huống mà anh bị tính là một bàn phản lưới nhà dành cho cầu thủ mặc áo số 2. Cơ hội! Và đó là bàn thắng thứ hai dành cho câu lạc bộ Brentford. Onyeka trong cú chạm bóng đầu tiên sau khi vào sân đã bất ngờ lập công. Onyeka được đưa vào sân chỉ cách đây vài phút thôi, phút thứ 90, và sau đó hơn 2. Mặc dù đang được chỉ đạo bởi huấn luyện viên tạm quyền Quick, sơ suất đã xảy ra, tỷ số là 1-0. Cả hai thủ môn trở thành những nhân vật chính của trận đấu này. Rất vững chắc trước khi họ mắc sai lầm. Nhưng đó là bóng đá. Những sơ suất của các thủ môn sẽ trở thành yếu tố khiến cho họ không thể được tha thứ. Sân trơn, bóng ướt đã khiến cho thủ môn Muric phạm sai. Bóng từ vị trí của một thủ môn. Kevin De Bruyne, Erling Haaland, cơ hội đầu tiên đã đến. Erling Haaland đối mặt thủ môn, không chiến thắng được Kaminski. Vẫn là cầu thủ Man City. Erling Haaland. Bàn thắng đã tìm đến Man City.
Man City không cho cầu thủ Löwenthal thời gian để thích ứng trên sân vận động Etihad. Lập tức là tình huống đối mặt của Erling Haaland. Có thể anh đã vô duyên trong pha bóng này, nhưng ở tình huống sau đó thì đúng là bàn thắng đã tìm đến với Erling Haaland. Trận đấu đang tiếp tục. Alvarez. Kovacic đã có một vị trí rất thoải mái. Một cú vung chân có thể nói là hết tầm của Mateo Kovacic. Và một bài phối hợp mà Manchester City thực hiện không phải là lợi trợ từ trước. Và Erling Haaland có làm được hay không? 3-0 cho Manchester City. Năm nay của Erling Haaland. Rất dễ dàng để đánh bại các... Löwenthal đoạt bóng. Ross Barkley. Ross Barkley. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-3 cho Löwenthal. Đã tận dụng được sai lầm vừa rồi của Man City. Một trận đấu rất không tốt của Nunes. Tấn công không hay và phòng ngự thì lại rất dở. Cũng như là mái đầu rất giống nhau. Jeremy Doku. Doku tiếp tục vặn lưng. Doku. Một tình huống thoát bóng từ phần sân nhà của Manchester City. Triển khai một cách rất linh hoạt và bài bản. Tất nhiên là không hề có lỗi việt vị của Jeremy Doku. Doku đã khiến cho Onyedema không biết đường nào một lần. Liverpool sẽ gặp Crystal Palace. Lượt đi Liverpool đã giành trọn vẹn 3 điểm trước Crystal Palace. Gabion. Rất thoải mái với Gabion. Những cú đá bằng chân không thua. Nha. Nỗ lực xử lý cái một cú nha. Tình huống có thể nói là tưởng chừng rất đơn giản đến từ các cầu thủ đội khách. Một mình cú nhà làm tất. Đi bóng từ giữa sân, xoay sở giữa hai cầu thủ và tung ra một cú sút trái phá. Lần này thì Murillo cũng không thể nào làm gì khác. Marcel cũng chỉ có thể chạm bóng một thôi và thôi. Đánh đâu! Morgan Gibbs-White! 1-0! Và anh ấy... Bàn thua thứ tám. Gibbs-White vẫn là một. Gibbs-White ngã xuống vòng cấm. Danilo 2-1 cho Nottingham Forest. Lại là một pha phối hợp đâm thẳng vào khu trung lộ. Những nhịp xử lý không chắc chắn của các cầu thủ Wolverhampton đã khiến họ phải trả giá. Và Danilo đánh đâu. Bóng được đưa vào lưới rồi và lại là Matheus Cunha. 2-0. Một trận đấu quá hấp dẫn cho tới lúc này. Kéo lại những hy vọng dành cho các cầu thủ Wolverhampton. Một tình huống lập bập, Marcel đã không làm tốt. Cú đánh đầu này nhẹ ra. Solanke đã vượt qua được hậu vệ bên phía Manchester. Tất ba tỷ số là 1-0 dành cho đội chủ nhà 1-1. Sai lầm trung vệ này đã khiến cho Manchester United phải nhận bàn thua đầu tiên trên sân Vitality từ rất sớm ở phút thứ 16 của trận đấu. Người đã để mất bóng là Alejandro Garnacho. Và trong pha tranh chấp,
Kampala đã thất thế hoàn toàn trước Dominic Solanke. Quá dễ dàng để cho Dominic Solanke có thể vượt qua. Makarafat, Garacho, Garacho, tỷ số được quân bình. Người đã cố gắng để hỗ trợ cho phòng ngự là Quattara, nhưng chừng đó là không đủ, 7m. Chắc chắn là không có bất kỳ một cơ hội nào để cản phá cho Neto. Justin Kluivert, Kluivert, dứt điểm, tỷ số được nâng lên là 2-1 dành cho Bournemouth. Kambola, Kambola là người đã không theo kèm Justin Kluivert khi mà Alejandro Garnacho đã đứng ở một vị trí không phù hợp một chút nào cho phòng ngự của Manchester United. Và có thể nói Bruno Fernandes của Bruno Fernandes với một quả penalty chính xác khi anh đánh lừa được Neto.